Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Đây là cặp đôi mèo Simi và Kaidan. Và vì là một cặp đôi nên hai người rất là thương yêu nhau luôn đó nha. Nhưng chuyện xảy ra khi mèo Simi trở thành zombie và Kaidan phải sống 24 giờ với mèo Simi zombie. Theo bạn, liệu Kaidan sẽ làm gì khi Simi biến thành zombie? Đừng quên xem hết video này nha. À và các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe và đừng quên like cho mình cả nút đăng ký, bởi vì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều luôn á. Còn bây giờ biến thành zombie thôi. Một con vật sẽ ra hai cái cánh, nó kêu rằng hello chào người, mình là Simi đây, anh nha, và cháu sẽ video của mình và cháu có sẽ video Minecraft. Yeah, ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này các bạn đừng quên nhấn Simi nút đăng ký, nút like và đừng quên bình luận phía dưới, và đừng quên like cho chúng mình cả nút đăng ký để những video mới nhất sẽ thông báo cho các bạn nha. Trời đất ơi, là chị các bạn nhìn đi, trời gọi là trong xanh như này. À mà khoan, tối nay mình có rủ cây ra đi chơi với mình mà không biết cái ông nội này để mình leo cây sao, nãy chịu không thấy luôn á trời, thiệt tình luôn á. Cái ra năm đâu rồi, để tôi ngồi đợi mấy bạn fan đợi nè ông nội. Cái ủa gì cơ, sao đồ kia có một con zombie đang nhìn mình nha mọi người. Ủa gì vậy, ê zombie làm gì mà nhìn người ta dữ vậy. Ôi, ủa các bạn ơi, sao mình thấy có một con zombie nó đang nhìn mình đánh đuổi vậy? Ê zombie, tôi không yêu zombie đâu nha, đi ra đi zombie. Trời đất ơi, ui, khoan, nó cầm cái rìu kìa mọi người. Ôi gì vậy, ui, nó làm gì vậy? Ui, ê zombie, không có chơi nha, em không có chơi, lấy rìu đánh cho đầu tôi nha. Ui gì mấy bạn, có chỉ là bum ba la bum ba la e e o la 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 sa ba we sa da la be o la ba la la ba la oi trời đất ơi. Ủa cái đó là ông hả? Trời ơi Jimmy sợ zombie, trời ơi phèn đó, giờ này còn sợ zombie nữa. Trời đất ơi, làm người ta giật mình người chết à. Ông nghĩ tự nhiên có một con zombie nó chạy vô, nó cầm cái rìu nó dùng mày chém ông, không sợ mới lạ. Đừng nói ông không sợ zombie nha. Trời ơi, tí nữa Kai không sợ rồi. Trời ơi, hôm nay Kai mới có thử thách Jim có tí thôi mà Jim phải sợ vậy rồi, làm sao mà vượt qua được giống gió cuộc đời đây. À bây giờ ông dám dọa tôi vậy? Ông tin là mốt mà tôi biến thành zombie tôi yêu ông sao hả? Ông tin không hả? Zombie hả? Ờ. Trời ơi, Chim mà có biến thành bé mưa, cây vẫn yêu Chim mà. Vậy, trời đất ơi, tào lao quá. Trời, cái đó thiệt mà, dù giờ Chim có biến thành con gì đi chăng nữa, Chim biến thành con chén đi chăng nữa thì cây vẫn sẽ gọi là tào lao. Đi về, tôi không chịu. Ông dạ cho mấy thằng fan biết tôi sợ zombie rồi kìa. Hả? Em, tôi nhà đi. Hả? Yeah. Trời đất ơi, các bạn ơi, nổi điên chưa? Mới đầu video mà Kaidan nhắm chôn tôi. Trời ơi, tức quá. Được lắm, ông dám chôn tôi sao được rồi. Các bạn ơi, bây giờ để trả thù Kaidan gọi là dám chôn tôi bằng con zombie, tôi sẽ thử thách 24 giờ biến thành zombie chôn Kaidan. Đó, tức là sao? Tức là mình sẽ biến thành hoàn toàn con zombie để chôn Kaidan mọi người, để coi phản ứng của Kaidan như thế nào. Vậy, ơi bây giờ dù Sim biến thành zombie hay bé môi là con lợn gì á, Kai yêu Sim. Ồ, để coi, tôi biến thành zombie coi ông nội nó có dám yêu tôi nữa không. Trời ơi, là để coi. Dám chôn tôi hả? Đừng, một khi đã chôn Sim thì đừng để Sim nóng. Sim nóng là Sim bật điều hòa, nghe chưa? Rồi, ok các bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị hết đạo cụ rồi. Cái gì ta, cái cúc đi mai, trứng của zombie. Bây giờ mình phải để cho Kai gọi là thấy cái cảnh mà zombie cắn vào người mình, để gọi là Kaidan thấy gì ta, tin mình biến thành zombie mọi người. Đó, phải có cái cảnh đấy thì Kaidan mới tin mình zombie. Chứ bây giờ tự nhiên biến thành zombie sao mà tin thật, đúng không? Đấy. Bing bong, Kai ơi. Simi cute nè Kai ơi, bing bong. Cái gì vậy trời, ông đang ăn cái gì cái trời. Trời đất ơi, nhà có giường không nằm lên cái tủ lạnh ngủ, trời đất ơi, chịu nổi không? Trời đất, quỷ thật ơi. Cái đó
Ông đi à? Cái gì vậy? Trời đất ơi, nhà có giường ông đi ngủ mà ngủ lên tủ lạnh làm gì vậy ông nội? Trời đất ơi. Cái hết rồi, hết ngủ ra tủ lạnh cái ngủ cái cay. Trời đất ơi, cay bây giờ tôi thấy trời hơi đẹp á, bây giờ tụi mình đi mai đi cay. Ừ, đi mai đi mai. Đi mai. Ủa là sao mình đi mai có nghĩa là mình đi ngày mai hay là mình đi tomorrow? Không, tức là hôm nay mình đi đào khoáng sản rồi ông nó xin nói trời. Ơi, đào khoáng sản đào khoáng sản. Nè, cay. Giờ cay ngủ mới. Đây trời, xin nói trời tối đẹp quá hay bây giờ tụi mình ra đi đào khoáng sản đi cay. Trời ơi trời đẹp quá trời. Ủa, luôn. Ủa vậy xin, trời giờ đi buổi tối á gặp zombie là nguy hiểm lắm á. Cái gì nguy hiểm? Tôi thấy nó vui mà. Trời có gì đâu nguy hiểm. Trời đi buổi đêm. Buổi đêm như này là mình với ta, mình mới gặp được nhiều kim cương có hiểu không? Đó, trời đất ơi. Có, trời xin đọc trên mạng là bảo là đi đào khoáng sạn buổi tối là có nhiều kim cương. Đó, đi mà cay, trời trời đêm đẹp cái này mà đi đào khoáng sạn là đảm bảo có kim cương chắc luôn. Đó, trời đất ơi. Hay là nó chỉ làm cái cớ rồi. Hay là Sim do Sim không dám đi một mình bởi vì Sim sợ zombie nên Sim mới gửi hút cây đúng không? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nói nhiều lắm, nói nhiều đó. Cái dùng là baby cần có người bên cạnh đúng không? Ok, thì bây giờ là cô John đây nè sẽ làm bờ dây vững chắc luôn nha. Ok, ok, tôi biết mà Sim đang cảm động lắm đúng không? Được rồi, đừng nói gì đó. Sim đang muốn cảm ơn cây đúng không? Rồi, ok. Đưa kỳ cúp đây. Đó, nè. Trời ơi. Được rồi, được rồi, đưa kỳ cúp cho cay. Cũng không thể cảm ơn đâu. Được rồi, ok, đi. Tào lao, tào lao, tào lao mà đánh giờ. Rồi, ok, ok. Bây giờ phải đợi. Để bây giờ mình sẽ lấy cái trứng này. Đó. Rồi đi mai thôi mọi người ơi, let's go. Đó, tụi mình đi mai nha cay. Đó. Ủa, chị em gì kỳ hả? Ủa, trời kỳ, tụi mình đang đi máy có gì đâu kỳ trời. Ủa, nói. Trời, chim đi núp hả? Hả? Cái gì mày núp không? Mày ý sao bảo tôi núp vậy hả? Ý tụi là tôi già. Ủa trời đất ơi, bây giờ mình đi máy, mình muốn đi tìm khoáng sản là mình phải đi xuống bên dưới gọi là mấy cái hầm nè, rồi sớm mình phải đi xuống lòng đất chứ giờ tự nhiên ở đây cây cối đâu mà. Rồi đi xíu đi, lát rồi có hang liền, đi xíu đi, đó, đi xuống đây đó. Sao mà này kỳ quá ta, ảo lắm vậy, trời ơi. Ok, ok, bây giờ mình sẽ đặt con zombie đó. Ô, cây ơi, quan tâm chăm sóc của thời đại giờ đó hiểu không? Thời đại giờ đi vậy? Ông nhìn tôi nè, mặt thì nổi lốm đốm xanh, mắt thì thâm rồi kìa, tôi đang sốt nè. Ồ, mắt thâm hả? Nhìn cũng giống gấu trúc á. Trời ơi, tôi đang bị bệnh. Sao chị đánh gây mày vậy? Tôi đang bị bệnh, ông cục chọc giỡn tôi nữa. Đau quá, giờ sao coi tôi đang bị sốt rồi. Xin bị sốt hả? Đúng rồi. Đâu để coi coi. Trời ơi, gì mà sốt nặng quá vậy? Đúng rồi, bây giờ cây nghỉ cách đi, cây có gì cho Sim ăn không? Sim đói quá. Thôi được rồi, bây giờ cây có cái này nè. Đây, Sim nhìn nè. Vì biết cây Sim bị bệnh á, nên là bây giờ cây đã rất là tâm lý chuẩn bị cho Sim gọi là ý chá, một nè. Đấy, rồi hai nè. Rồi sau đó là ba nè, bốn nè, năm nè, đó. Năm nồi cháo, lộn, bốn nồi cháo, siêu to khổng lồ. Cái gì vậy ông nội, tôi sốt, tôi nó bị khổng đâu, đấu tôi bốn nồi cháo, tôi ăn hết được hả?
Nó ngay bốn cái đồ cháo này á là Sim ăn tới đâu luôn á mới hết á. Nhưng mà Sim biết sao không, kiểu như là mình bệnh mình phải ăn bốn cái đồ cháo này vô thì nó mới bổ sung vitamin. Trời đất ơi, tôi ăn cháo sao tôi đẻ ra ngoài lấy một em bé cháo luôn sao ông nội. Trời ơi, tạo đau quá à. Ôi, đúng rồi, chắc là Sim chê là cái cháo này nó hơi nhạt đúng không? Bởi đúng rồi, bởi vì đâu ca đâu cho gia vị đâu. Nhưng mà nếu mà Sim thích thì ca sẽ cho tí gọi là lúa vô. Trời ơi, tào lao à. Thôi ơi, ông đi về rồi tôi đi ngủ coi. Tôi đi ngủ đây. Ủa, Sim đi ngủ hả? Thôi Sim ngủ rồi, ca về đây, tạm biệt. Ủa, ca trong phim thường thường mà người yêu mình bị sốt là phải ngồi bên cạnh ngủ cùng để chăm sóc chứ, ca đi về kỳ lắm á. Phải không? Ừ, phải. Thôi bây giờ mình diễn lại nha. Ok, 3, 2, 1, action. Coi ơi, Sim đang sốt, Sim đau khổ, coi. Sim đang sốt à? Ok. Trời đất ơi, tôi mẹo, tôi thả cơm tóa mộng. Ông dậy mọi người. Thôi được coi. Thôi để coi, mai có chuyện gì thú vị nha mọi người. Kham ngon ngon ngon. Kham ngon ngon ngon. Trời sao mình ngủ nãy trời giờ chưa dậy nó, người ta biết thành zombie rồi nè ông nội. Thiệt tình á, thôi bây giờ để tôi kêu. Nhầm. Trời đất ơi, thiệt tình á, chôn người ta mà phải kêu người ta dậy nữa khổ nha. Thôi để tôi. Wow, dậy đi, cài rồi. Ôi, dạ, mở chén cháo mà có ai đánh vậy, nói bên tai à. Dậy đi. Thôi, dậy đi, dậy đi. Trời ơi, dậy, nào, nào, nào. Ê, ai, ai dám đánh tôi, hả? Ra đây cho tôi biết coi, trời ơi, ai dám phá giấc ngủ của tôi vậy hả? Wow, là ta đây. Là ta, người là ai, ta có súng đây nè. Quên bắt zombie không ăn cháo. Simi đã bị biến thành zombie ăn cháo rồi sao? Chẳng lẽ hôm qua Simi bị con zombie nó cắn nên là bây giờ Simi bị lây nhiễm rồi hả? Simi ơi, Simi tỉnh lên, từ từ bình tĩnh. Tao bị cắn ơi, một miếng thịt. Tình cảm của chúng ta rất là sâu đậm sao? Bây giờ Sim phải cố gắng nhớ lại đi. Sim phải lấy lại được ý thức. Đừng để cái con virus đó điều khiển tâm trí của Sim. Ngươi là ai chứ? Wow, ta phải ăn thịt ngươi. Trời, ta cắn miếng thịt đi. Sim ơi, Sim nghe nè. Tuy là Sim biến thành zombie rồi á, nhưng mà Kai có một điều muốn nói với Sim như thế này. Sim biết không, trong cuộc sống này á, một ngày của chúng ta, hồi xưa chúng ta thấy nó dài lắm, nhưng mà giờ chúng ta thấy một ngày chúng ta nó có 24 giờ. Những cái khoảng thời gian mà hên quá, ơi cuối cùng cũng nhóm lại được rồi. Ơi trời đất ơi, trời ơi, bây giờ Simi bị biến thành zombie rồi, mình làm sao để giải lời quỳ cho Simi đây? Trời ơi, cái này ngon quá. Ơi trời ơi, giờ phải làm sao đây? À đúng rồi, hình như là Sammy giỏi cái gì này lắm á. Ok, bây giờ mình sẽ nhờ Sammy vậy. Simi ơi, lấy nó lên đầu cay. Ui, lấy nó lên đầu, bắt con Simi lên đầu. Chịu khó thì ra Kai sẽ giúp Sim giải cứu, giải khóa cái lời quyền này. Đã đây nè. Wow. Sim ơi, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Sim ơi, đứng rồi đây, ngồi xuống. Im lặng nè, 3, 2, 1. Kai nói Sim nghe nè, ví dụ như xưa là một ngày 24 tiếng. Sam ơi, giải cứu Sam ơi. Em có điều muốn nói. Cái gì?
Ron làm em biến thành zombie. Ôi trời ơi. Ai đưa, tại sao Kai lại biến là em gái chị thành zombie vậy? Em biết Sim biết zombie nào đâu. Trời đất ơi, bây giờ là em đang định đưa Sim tới đây để hỏi xem có cách gì để giải cứu Sim không nè. Trời ơi, con người giả nhân giả kia đứng nghe quái. Trời ơi, cưng mà chút dít một phát mà chỉ kiếm cưng ra lên làm em. Lên làm gì vậy bà vợ? Trời ơi. Lòng canh vàng mà dám biết em gái tôi. Từ từ bây giờ đứng yên nè, bình tĩnh là Sim ơi. Tuy là Sim biết hình zombie rồi, nhưng mà chắc chắn là Sim vẫn còn cái đúng không? Sim vẫn còn nhận đất, Sim vẫn nhớ kỷ niệm của đôi ta đúng không? Bây giờ Sim hãy nói cho Sam biết đi. Đôi cái gì mà đôi, trời ơi trời. Tưởng thế nào, chị tin tưởng cưng giao Sim cho cưng này cưng bảo vệ cưng chăm sóc cho cái cuối cuộc đời. Mà cưng ở lòng nào biết Sim thành một con zombie xấu xí kẻ lạnh. Trời ơi trời, được lắm rồi. Giảm bụng với mèo Simi dạ tới công chuyện quá chị. No. Trời ơi, không được, trời ơi. Trời ơi, Sim ơi, Sim đời ơi, làm gì đó đi ba. Chủ nhân của thẻ bài ta ra lệnh cho ngươi huyền nguyên hình ngay lập tức. Cái gì vậy cha, bình tĩnh đi ba. Cái gì mà bình tĩnh, bây giờ biến em gái chị thành cái gì? Rồi, giờ sao? Bây giờ một là cưng biến Simi thành người thường, hai là chị cho cưng biến lên trời. Giờ chọn đi, không nói nhiều. Bây giờ cho Simi biết là sao nhở? Trời còn trả treo đó, trời ơi trời. Cưng biết bây giờ chị bây giờ là như tức trời tức giận như cấp độ 10 của bị cay vậy ta đâu. Hả? Trời ơi cay dễ sợ còn trả treo nữa. Bây giờ sao? Giờ có biến Simi thành người thường không? Hả? Không. À trời ơi, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Rồi xong chị cho con uống rượu nhau nè. Rồi cái nhà được lắm. Hôm sau trong tim mình còn 7 người hôm sau. Mẹ ơi Sim ơi, tại sao mẹ bị em như vậy? Nếu không biết chị sẽ lên núi đi tu nè. Chị lùng sức bả để nghĩa là thành người tu. Trời ơi, lên núi tôi tu thành khỉ cho bà xem. Trời ơi, chị ơi Sim ơi, chị không biết thật không mẹ thành người tu. Trời đất ơi, cái gì vậy trời. Ủa sao con cuốn dễ thương vậy? Hello em. Hello. Oh. Bye. Trời ơi, tôi muốn ăn thịt, tôi muốn ăn thịt. Wow. Bây giờ mới làm sao đây? Wow. Sammy cũng không giúp được nữa. Thôi được rồi, bây giờ mình chạy qua nhà không cần nữa được. Phóng bay. Wow. Không biết chơi, búp bê. Biết bò, biết bắt, biết chơi. Trời ơi Phong ơi, bạn coi ơi, giờ giúp Sim giúp mình rồi. Sim giúp mình rồi. Trời ơi Sim ơi, bị biến thành zombie hả? Trời ơi là trời. Nghĩ sao mà tự nhiên không chịu ở nhà đi ra ngoài làm gì để cho zombie cắn xong biến thành zombie. Từ từ từ, phải chồng Sim lại. Rồi giờ biến thành zombie còn thấy ghét hơn. Trời đất ơi, giờ phải có cách nào chứ giờ Sim mà vậy nữa. Tôi ơi, tôi sắp biến thành zombie rồi cây ơi. Cái gì vậy? Sao Mimi trong đầu ơi? Không biết hành zombie, tôi không biết hành zombie, không sao được. Rụng tóc cũng được, không sao, mày quá không biết hành zombie rồi. Làm gì đây cả cây? Ờ chắc ơi, bây giờ bạn nghe mình suy nghĩ sao giờ? Cái đầu mình còn chẹp lép nè, phải không? Bây giờ còn bạn đem zombie qua làm nhớ cả nhà tôi nè. Rồi mày là chạy qua phòng dĩ đại gì tao lao à đó. Trời ơi trời, bây giờ phải làm sao đây? Giữa cuộc bây giờ bạn muốn mình là giải cứu Sim đúng không? Đúng vậy. À, bây giờ mình nói bạn nghe nè, bây giờ bình thường mình coi trong phim á mà bị biến thành zombie á là coi như là xong rồi, là coi như là không có cứu được nữa đâu. Chính như vậy cho nên chỉ có một cách là tiêu diệt bằng cách là thiêu thôi. Gì vậy trời? Gì vậy bé? Sao bây giờ bạn muốn làm cái gì nữa? Bây giờ Sim biến thành zombie rồi còn cách nào nữa đâu? Không, Sim ơi, trời ơi không sao, trời ơi may quá, trời ơi. Thật sự mình rất cảm động.
với tình cảm của hai bạn thôi được. Mình sẽ giúp bạn, nhưng mà trước tiên á, chúng ta cần phải đeo đồ bảo hộ vô để mình kiếm bộ đồ nào đó ngầu ngầu mình mặc vô đã. Đây đây được đây. Được rồi, được rồi người anh em, ý kiến hay đó, mặc đồ bảo hộ vô nào. Rồi bây giờ mặc đồ bảo hộ vô nè, tôi nghĩ là bây giờ có thể an toàn hơn để có thể khám bệnh cho Simmy. Bây giờ Simmy hả miệng ra coi, để coi coi là nào vậy. Hiện tại là thấy rằng là bên trong đây đang có khoảng 2 cái răng sâu nè. Vậy là cần phải nhổ răng. Đúng vậy. Nhổ răng đúng không? Được, được, hợp lý, hợp lý. Lấy cái lấy đồ ngày ra đây đây. Đó. Ờ, đi đứng im, tôi nói bạn nghe nè, bây giờ bạn chỉ cần đứng im nha, tôi bắn một cái bạc là tự động quá nha, là cái hàm răng bạn văng ra ngoài thôi. Rồi, hay quá ơi. Lấy đất cái răng ở kìa, trời ơi, cái răng to như cái răng con bò luôn, trời thiệt luôn ơi. Simmy một cái răng mới, biết sao không? Tại vì á, chúng ta không thể nào biến Simmy trở thành người bình thường được một cách bình thường, mà chúng ta phải chỉnh sửa từng bộ phận một, hiểu không? Trời ơi, hợp lý các bạn ơi. Dạ, làm cho Simmy mất cái răng răng luôn. Chợ á, mình có mua được mấy cái răng cọp nè, cay. Mình nghĩ là dùng răng này gắn vô được nè. Simmy hả mày ơi? Ok, xong. Trời ơi, mệt quá trời quá đất luôn á trời. Trời ơi, bây giờ thấy răng không nè. Chừng nào Simmy mới biến lại hình người đây? Chừng nào thì mình không biết, nhưng mà mình thay được cho bả cái hàm răng nhọn hơn để có thể cắn người khác rồi đó. Cũng không biết gì ngay. Sao rồi bạn ơi, bạn chế tạo cái gì vậy? Bây giờ mình nghĩ rằng là bây giờ chỉ còn một cách thôi. Để chúng ta hãy thử cho Simmy đi bơi thử xem. Biết đâu đi bơi bả sẽ gọi là bình thường trở lại là sao, đúng không? Hợp lấy được, được, được. Đúng rồi, đúng rồi, bây giờ dẫn bà ra ngoài biển, cây ơi, đường này, đường này. Đường này, đường này, đi ra ngoài biển nè. Ôi, trời ơi, hết thuốc chữa rồi, cây ơi, bây giờ phải làm gì? Khi nào Simmy mới quay trở lại bình thường đây? Thôi, được rồi, cây à. Bây giờ tôi nói cây nghe nè, bây giờ Simmy á, dù gì cũng biến thành zombie rồi. Cho nên á, là Simmy sẽ không thể nào ở bên cạnh cây được nữa. Chính như vậy, cây có muốn ở bên cạnh không không? Mình cũng nghĩ là như vậy, bởi vì mình cô đơn lắm bạn ơi. Mình cũng như vậy, mấy ngày nay Simmy giận mình được rồi, giận mình rất là nhiều luôn á. Thôi được rồi, bọn mình ra công viên chơi đi, đi theo mình nào. Ủa đâu mới gặp mọc cọng tóc này? Hả? Sao mọc được cọng tóc này? Thì mình phải cột tóc lên thế này thì mới hợp với bạn chứ. Cũng được. Đi công viên chơi bạn ơi. Thôi để mình đi chơi cùng với nhau đi. Trời ơi, vui quá đi, vui là con gái hả? Vui là con gái. Ủa? Ủa gì kì à? Ủa tôi sao? Ủa tôi biết là zombie, sao mày quan tâm tôi vậy? Ủa gì kìa? Ủa gì biết mẹ? Tôi biết là zombie, nó tưởng cái sẽ quan tâm chăm sóc tôi. Ai gần, hãy đi theo Phong Cận tí đi. Trời ơi. Được rồi, Phong Cận, ông dám cua cây đó của tôi đúng không? Được rồi, nhất định trong video lần sau mình nhất định sẽ chỗ này Phong Cận. Trời ơi, tôi nổi tiếng quá à. Trả cái đó cho tôi. Chị biết chó luôn à. Chị biết chó Simba màu vàng không? Không, không, không. Này là con chuột.